sao giờ này không thấy động tĩnh gì hết vậy ta? Tại sao hắn lại không tới? Tôi sẽ kể toàn bộ sự thật về cái chết của cha cậu. Hàng mình ra đây, nó là cho mình biết tất cả sự thật. Vậy bây giờ ông chưa tới nữa. Đừng nói là cho leo cây giống mấy lần trước nha trời. Xem trọn bộ trên ứng dụng THVLI.